Chiều ngày 28 tháng 8 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới, góp phần thắt chặt, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore, tạo nền tảng đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá cao kết quả hội đàm hiệu quả và thực chất giữa hai thủ tướng sáng cùng ngày bày tỏ vui mừng được biết hai bên đã ký kết nhiều văn kiện trên các lĩnh vực quan trọng khẳng định quốc hội việt nam luôn ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc ký kết và triển khai thành công các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước nhấn mạnh rằng hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả, đóng góp thực chất vào quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thủ tướng Lý Hiển Long ủng hộ Quốc hội hai nước triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội, nhất là hợp tác trong hai lĩnh vực mang tính toàn cầu. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về sự đón tiếp nồng hậu, nhấn mạnh giữa hai nước có sự hợp tác toàn diện, trong đó có sự kết nối hai nền kinh tế cho rằng với sự nâng cấp hiệp định kết nối cả kinh tế số, kinh tế xanh, hai nước còn nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần duy trì sự hợp tác đào tạo trao đổi kinh nghiệm của cán bộ công chức hai nước, trong đó có cán bộ Quốc hội Việt Nam tại Singapore, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực then chốt như quốc phòng an ninh, lao động, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nước cần tiến tới mở thêm các đường bay trực tiếp từ Singapore đến các điểm du lịch của Việt Nam, tăng các chuyến bay tàu biển qua hai nước để đến nước thứ ba qua đó tăng các chuyến vận chuyển hàng không hàng hải góp phần thúc đẩy nền kinh tế hai đất nước